Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Và trong clip hôm nay chúng ta sẽ nói về một nhân vật rất là quen thuộc, đó chính là chiếc Samsung Galaxy J7 Plus. Và sở dĩ mình nhắc đến Samsung Galaxy J7 Plus là bởi vì giữa vô vàn những cái chiếc smartphone gần đây, khi mà ra mắt với tỷ lệ màn hình mới ấy, thì người dùng họ vẫn có một số người họ vẫn thích cái tỷ lệ màn hình cũ là 16:9, kèm theo đó là một mức giá hợp lý hơn. Và không ai khác phù hợp đó chính là chiếc Samsung Galaxy J7 Plus này, bởi vì hiện tại nó đang được giảm giá với một mức giá rất là ưu đãi, giảm nhiều hơn so với khi mới ra mắt, chỉ còn là 6.990.000 đồng tại hệ thống FPT Shop mà thôi. Samsung Galaxy J7 Plus được nhắc đến như là một thiết bị tầm trung của Samsung, sở hữu camera kép với khả năng chụp ảnh xóa phông tương tự như là Galaxy Note 8 này, và máy sở hữu cái kiểu thiết kế kim loại nguyên khối với các góc cạnh được bo cong. Thật sự mà nói thì cái trải nghiệm cầm nắm của Galaxy J7 Plus nó mang lại vẫn rất là tốt. Khi mà mua một chiếc điện thoại ấy, thì người dùng thường họ sẽ quan tâm là cái chiếc điện thoại này nó có chụp hình đẹp hay không. Đó cũng là một trong những cái yêu cầu khi mà họ mua điện thoại. Thì với Galaxy J7 Plus khi mà mua thì người ta cũng sẽ quan tâm tới việc là camera của nó chụp hình chất lượng như thế nào. Điểm qua một tí về thông số camera thì máy sở hữu camera selfie 16MP, camera kép ở phía sau gồm một camera chính 13MP, camera phụ 5MP và cụm camera sau này thì cho các bạn cái chế độ chụp lấy nét động xóa phông. Và máy khi mà chụp xóa phông thì nhận diện chủ thể tốt, mình thấy tốt nhất vẫn là trong khoảng cách là 1,5m đổ lại và đảm bảo là xóa chuẩn xác hơn. Về chi tiết ảnh thì nó lên rất là tốt, chất lượng ảnh cũng như là nó vẫn dư sức để mà các bạn chỉnh màu rồi đăng lên Facebook hay là Instagram. Chụp xóa phông thì dĩ nhiên là cần thiết ở thời điểm hiện tại rồi, nhưng mà đó không phải là tất cả, mà điều chúng ta quan tâm là camera chính của máy chụp hình như thế nào. Thì với Galaxy J7 Plus ấy, thì mình thường mang nó đi ở ngoài đường thì mình thích chụp những cái khoảnh khắc bất ngờ, thì với những cái khoảnh khắc như vậy thì lôi máy ảnh ra thì nó sẽ biến mất ngay thôi. Và với Galaxy J7 Plus thì mình vẫn bắt được những cái khoảnh khắc mà mình mong muốn, và chất lượng ảnh của con này cho ra cũng rất là ổn. Về khả năng lấy nét thì máy bắt nét nhanh này, tốc độ chụp và lưu ảnh cũng không có độ trễ nhiều, mình hoàn toàn không khó chịu trong quá trình dùng, và các bức ảnh này hầu như là mình di chuyển rồi chụp ngẫu nhiên theo hướng của mình thôi. Thật sự là cái chất lượng cho ra vẫn rất là tốt, các chi tiết ảnh khi mà zoom lên thì đều ổn, màu khi chụp thì không quá rực nên là các bạn dễ dàng chỉnh màu lại, và chất lượng ảnh của máy thì vẫn dư sức để các bạn có thể blend màu rồi đăng lên mạng xã hội. Một số tấm ảnh thì mình kéo màu lại như thế này thì trông vẫn rất là ngon lành, các bạn có thể xem qua nhé. Và chế độ chụp tự động của Galaxy J7 Plus cũng rất là ổn. Cơ bản là Samsung họ hoàn thiện cái chế độ chụp tự động của mình rất là tốt, và chỉ cần các bạn đưa máy lên phát là chụp ngay thôi. Khi mà mới ra mắt ấy, thì Samsung Galaxy J7 Plus nó có mức giá hơn 8 triệu, gần khoảng 8 triệu rưỡi ấy. Một mức giá cũng gọi là khá là cao. Nhưng mà với mức giá là 6.990.000 đồng ở thời điểm hiện tại thì mình thấy nó đã rất là ổn rồi. Và chất lượng camera trong phân khúc này thì J7 Plus vẫn không hề bị chìm giữa vô vàn camera phone ra mắt trong thời gian gần đây. Về khả năng chụp ảnh, tốc độ chụp lưu ảnh, xử lý thiết kế hay là cấu hình hay màn hình thì J7 Plus hoàn toàn phù hợp, nằm trong danh sách lựa chọn của các bạn ở thời điểm hiện tại, và đặc biệt là với những các bạn nào thích tỷ lệ màn hình truyền thống là 16:9. Và mức giá ưu đãi này hiện đang vẫn còn ở hệ thống FPT Shop, thì các bạn có thể truy cập lên trang web fptshop.com.vn để theo dõi nhé. Hoặc là mình có thể gắn link ở phía bên dưới, và nếu clip này hữu ích thì đừng quên like cũng như là subscribe FPT Shop Channel. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những clip lần sau. Bye bye.